Mỹ gửi công hàm lên Liên hợp quốc phản đối Trung Quốc về Biển Đông. Dư luận về công hàm phản đối Trung Quốc của Mỹ. Philippines đảo ngược tín hiệu về hiệp ước quân sự với Mỹ, thất bại của Trung Quốc. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình Thời sự Biển Đông của kênh An ninh Thế giới hôm nay. Còn bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 6, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft đã gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres công hàm bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo nội dung công hàm này, Mỹ bác bỏ các yêu sách hàng hải mà Trung Quốc tuyên bố trong công hàm số CML 14/2019 ngày 12 tháng 12 năm 2019 do phái đoàn thường trực nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Hợp Quốc gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Trong công hàm vừa gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Mỹ tuyên bố những yêu sách của Trung Quốc không phù hợp với công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Công hàm của Mỹ cũng cho rằng những yêu sách của Trung Quốc có mục đích can thiệp bất hợp pháp vào quyền tự do của Mỹ và các quốc gia khác. Mỹ đặc biệt phản đối quyền lịch sử vốn vượt quá quyền được có trên biển theo luật quốc tế của Trung Quốc trên biển Đông. Mỹ yêu cầu gửi công hàm phản đối trên đến tất cả các thành viên của Liên hợp quốc, đồng thời đăng tải công khai trên website của văn phòng pháp chế Liên hợp quốc. Bà Craft cũng nói rõ Mỹ chỉ phản đối các yêu sách của Trung Quốc và không đưa ra bình luận về yêu cầu xác lập giới hạn thêm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Malaysia. Bên cạnh đó, bà Craft cũng cho rằng những yêu sách ấy mang mục đích can thiệp phi pháp vào quyền và tự do của Mỹ và tất cả các nước khác. Vì vậy, Mỹ cho rằng cần phải nhắc lại lập trường phản đối chính thức đối với những áp đặt bất hợp pháp này. Tuy nhiên, Mỹ cũng nhấn mạnh kết quả phán quyết của tòa trọng tài thường trực ở The Hague, Hà Lan năm 2016, trong đó đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn không tuân thủ phán quyết này. Như vậy, Mỹ là nước mới nhất trình bày quan điểm bằng văn bản lên Liên hợp quốc chính thức bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó, ngày 26 tháng 5, Indonesia cũng đã vừa gửi công hàm nhằm phản đối những công hàm phản đối của Trung Quốc. Indonesia xác nhận bản đồ đường chín đoạn hàm ý yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông không có cơ sở pháp lý quốc tế. Và điều này cũng có nghĩa là đã vi phạm công ước về luật biển quốc tế 1982 UNCLOS là một quốc gia thành viên tại UNCLOS 1982, Indonesia luôn kêu gọi tuân thủ hoàn toàn luật pháp quốc tế bao gồm UNCLOS 1982. Trong công hàm ngày 12 tháng 12 năm 2019, Trung Quốc cho biết nước này có chủ quyền với quần đảo ở Biển Đông, bao gồm quần đảo Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa. Trung Quốc cũng nhắc đến quyền lịch sử ở Biển Đông bình luận về động thái này của indonesia ông jagori poling giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu á amti của trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế csis cho rằng đây là hành động đột phá của indonesia ông lưu ý rằng đây là lần đầu tiên indonesia đã vượt qua nỗi sợ chính trị trước bắc kinh để viện dẫn cụ thể phán quyết của icg trong một công hàm theo ông Pauling, trong 4 năm qua, Jakarta luôn rè rặt và tránh nhắc đến phán quyết này trong các phát ngôn phản đối Trung Quốc. Quần đảo Nam Sa và Tây Sa là cách Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Ngày 30 tháng 3, Việt Nam đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, phản đối công hàm nói trên của Trung Quốc, khẳng định yêu sách này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Thông tin về việc Mỹ gửi công hàm phản đối Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc đã được Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ trên Twitter. Nhiều học giả, nhà bình luận quốc tế cũng đã lên tiếng. Viết trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo nước này vừa gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông Pompeo cho biết, hôm nay Mỹ đã phản đối yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông tại Liên Hợp Quốc. Chúng tôi bác bỏ những yêu sách phi pháp và nguy hiểm này các quốc gia thành viên phải đoàn kết để tuân thủ luật pháp quốc tế và các quyền tự do trên biển. Báo Thanh niên đưa tin, ngay sau khi ngoại trưởng Pompeo thông tin về công hàm trên, tiến sĩ Satoru Nagao, Viện nghiên cứu Ocean Mỹ đã đưa ra nhận định khi trả lời phỏng vấn của báo này. Theo thông lệ ngoại giao của Mỹ, khi nước này gửi công hàm phản đối một vấn đề lên Liên Hợp Quốc, nếu bên bị phản đối không tuân thủ thì Washington sẽ có động thái trừng phạt nên việc Mỹ gửi công hàm phản đối lên Liên Hợp Quốc là diễn biến mang tính bước ngoặt trong chính sách của nước này đối với vấn đề Biển Đông. Tiến sĩ Nagao đặt ra khả năng biện pháp trừng phạt về kinh tế hoặc thậm chí là quân sự. Trung Quốc đừng nên đánh giá thấp ý chí của Mỹ, có thể Washington sẽ sớm đặt ra hình thức chế tài bằng kinh tế và về quân sự mỹ có thể yêu cầu trung quốc rút các lực lượng quân sự vũ khí ra khỏi các đảo bãi cạn mà bắc kinh đang chiếm giữ phi pháp ở biển đông tiến sĩ nagao nhận định và nhấn mạnh rằng việc gửi công hàm lên liên hợp quốc là dấu hiệu cho thấy mỹ sẽ can thiệp mạnh mẽ hơn về vấn đề biển đông báo thanh niên nhận định thực tế thời gian qua mỹ liên tục phản ứng tuyên bố chủ quyền cũng như hành vi của trung quốc trên biển đông Tháng 11 năm 2019, Bộ Ngoại giao Mỹ phát hành báo cáo Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thúc đẩy tầm nhìn chung. Trong đó Washington khẳng định Mỹ hợp tác cùng các nước trong khu vực để duy trì tự do hàng hải và tận dụng nhiều biện pháp khác nhau để tất cả các quốc gia có thể cùng chia sẻ lợi ích từ biển. Washington kêu gọi các nước liên quan cần giải quyết tranh chấp trên biển Đông bằng những biện pháp hòa bình, không cưỡng ép và phải dựa trên luật pháp quốc tế. Báo cáo trên cũng khẳng định chủ quyền dựa trên bản đồ đường chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố trên Biển Đông đã được chứng minh là vô căn cứ, phi pháp và bất hợp lý. Washington lên án Bắc Kinh có nhiều hành động khiêu khích nhằm củng cố chủ quyền đường lưỡi bò phi lý, dọa nạt các nước trong khu vực bằng sự bất ổn và nguy cơ xung đột. Trước đó, các quan chức ngoại giao Mỹ đã nhiều lần khẳng định, tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc trên là vô lý và phi pháp. Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Quốc phòng nước này cũng đã lên tiếng phản đối việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa lúc dạng sáng ngày 2 tháng 4. Trước đó, trong buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 17 tháng 10 năm 2019, ông Travis Stilwell, trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương, khẳng định tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc trên là vô lý và phi pháp. Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Quốc phòng nước này cũng đã lên tiếng phản đối việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa lúc dạng sáng mùng 2 tháng 4. Không chỉ phản ứng bằng các thông điệp mạnh mẽ, Washington gần đây điều động một lực lượng quân sự hùng hậu để thách thức các hành vi của Bắc Kinh ở Biển Đông. Từ cuối tháng 4 đến nay, máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1 Lancer của không quân Mỹ liên tục hoạt động ở Biển Đông. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc còn điều động nhiều loại tàu chiến như tàu tác chiến cận bờ, tàu khu vực, tàu tuần dương, tàu đổ bộ tấn công mang chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-35, tàu đổ bộ vận tải, cho đến tàu sân bay, tàu ngâm hạt nhân hoạt động tại Biển Đông. Gần đây, Hải quân Mỹ đã lần lượt tổ chức tập trận chung cùng Hải quân Úc và Hải quân Singapore trên Biển Đông. Ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đô đốc Hải quân Mỹ James Stavridis, cựu tư lệnh các lực lượng NATO, trong bài viết trên Nikkei Asian Review đã bày tỏ rằng thế giới không thể làm ngơ dù đứng trước những lựa chọn khó khăn trong bối cảnh Trung Quốc hành xử ngày càng hung hăng trên Biển Đông. Đô đốc Stavridis phân tích, giữa lúc thế giới phân tâm trong bối cảnh dịch bệnh, Bắc Kinh đang ngày càng trở nên hung hăng hơn Mới đây nhất, Trung Quốc đã sử dụng lực lượng hải quân để gây sức ép lên các nước láng giềng. Trong tháng 4, tàu Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của ngư dân Việt Nam. Hành động sau đó vấp phải sự lên án rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Cựu tư lệnh của lực lượng NATO vạch rõ rằng Trung Quốc đang gia tăng áp lực lên sự hiện diện của tàu chiến Mỹ trong khu vực thông qua các tín hiệu gây hấn, sử dụng máy bay và tàu chiến áp sát ở khoảng cách nguy hiểm hay hướng radar điều khiển hỏa lực về phía tàu chiến Mỹ tín hiệu chuẩn bị khai hỏa. Chính phủ Philippines cho biết họ đã dừng quyết định trước đó về việc chấm dứt hiệp ước quân sự lâu năm với Hoa Kỳ, điều tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng chỉ trích là không công bằng và theo tờ New York Times, đây là một thất bại chiến lược đối với Trung Quốc. Bộ trưởng ngoại giao Philippines Theodoro Loxlin đã đưa ra thông điệp này vào ngày 2 tháng 6 trên Twitter, nói rằng ông đã thông báo cho Washington về việc đình chỉ quyết định trước bằng một văn bản ngoại giao. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh những diễn biến chính trị và các vấn đề khác trong khu vực. Ông Loxlin viết trong thông điệp ngoại giao trên và không giải thích chi tiết. Mỹ hoàn ngành sự đảo ngược quyết định cũ này liên minh lâu đời của chúng tôi đã mang lại lợi ích cho cả hai nước và chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ về an ninh và quốc phòng với philippines đại sứ quán mỹ tại manila cho biết trong một tuyên bố các nhà phân tích chính trị giải thích sự đảo ngược này là một dấu hiệu cho thấy các nước láng giềng của trung quốc đang lo lắng về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của nước này một số nhà phân tích nhìn nhận sự đảo ngược này là một lợi ích chiến lược của mỹ cho rằng Philippines là đồng minh duy nhất của Mỹ tại khu vực gần biển Đông, một tuyến đường hàng hải quan trọng và cũng đang có tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ. Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục củng cố các yêu sách của mình tại biển Đông, như trong năm ngoái, Manila có thể đưa ra kết luận rằng mối quan hệ từng có với Bắc Kinh sẽ không bảo vệ được lợi ích của Philippines. Ông Tyler Flavel, giáo sư khoa học chính trị kiêm giám đốc chương trình nghiên cứu an ninh tại Viện Công nghệ Massachusetts nhận định vào tháng 2, ông Duterte đã ra lệnh chấm dứt thỏa thuận lực lượng tham viếng, VFA, NYT cho rằng điều gây nguy hiểm cho một tấm chăn an ninh của Philippines nơi đang phải đối mặt với các hành động ngày càng cứng rắn của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo thỏa thuận, VFA sau khi có thông báo hủy hiệp ước, Washington và Manila có 180 ngày, trong trường hợp này là cho đến tháng 8 để cố gắng cứu vãn thỏa thuận. Hiệp ước VFA lâu nay cho phép quân đội Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn ở Philippines và được duy trì nhiều thập kỷ nay sau khi người Mỹ rời khỏi các căn cứ hải quân phía bắc Manila vì những bất đồng trong hợp đồng thuê căn cứ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự biển Đông của kênh An ninh thế giới ngày hôm nay để cập nhật những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình biển Đông và trong khu vực xin mời quý vị hãy bấm nút đăng ký trên kênh an ninh thế giới xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo